Bonsai Lê Xuyến xin kính chào tất cả các anh chị đang xem kênh Lục Tỉnh Miền Tây. Hôm nay nhà vườn Lê Xuyến xin lên một clip gửi kênh Lục Tỉnh Miền Tây giao lưu cùng quý anh chị một số cây bonsai. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của quý anh chị qua số điện thoại 0963230377. Địa chỉ nhà vườn Long Thới, Chợ Lách, Bến Tre. Để không mất thời gian quý anh chị, em xin vào clip nào. Clip cây đầu tiên của ngày hôm nay là cây mã số 1 của quý anh chị. Cây mã số 1 đây là một cây linh sam song hình, em đã ép chậu. Cây dáng rất là duyên. Chậu này là chậu xi măng nha anh chị. Khi đi em cũng xếp chậu cho quý anh chị mình luôn nha. Rồi đâu số luôn em ơi. Hoành 24. Cao 42. Ngàn 56. Ở cái này giao lưu cùng quý anh chị mình 700.000 đồng, em bao ship và ship luôn cái chậu cho anh chị mình nha. Mã số 1 linh sam song hình. Quay một vòng rồi xuống cây ha. Rất là duyên cây. Cây dáng trực, thân lắc lượng, đẹp duyên cây, vô cây rất vô dây rất là dễ kỹ anh chị. Rồi em xuống cây. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 đây là một cây linh sam siêu hoa. Cây này em cũng vừa ép chậu và lên lọc non cho anh chị mình này ha. Cây này cũng giá là 700.000 đồng, em bao ship và ship luôn cái chậu cho quý anh chị mình nha. Vì đây là một cái chậu xi măng cho nên trong quá trình vận chuyển có khả năng nó sẽ bị vỡ chậu. Lỡ nhưng mà có vỡ chậu thì quý anh chị vui lòng nhận giúp em. Quanh 17. Cái ngang 414. Yeah. Cao 415. Rồi linh sam siêu hoa mã số 2. Cây rất là già, cốt già nha quý anh chị. Cái này anh chị về có thể để trên bàn mình chơi bông, đông rất là thường xuyên. Dòng này đang đủ luôn anh chị. Anh chị nhận cây là có thể có hoa chơi luôn ha. Rồi mã số 2 linh sam siêu hoa, em cũng giao luôn quý anh chị mình 700.000 đồng, em bao ship. Được cái cây này cực kỳ già nha quý anh chị. Cây già. Rồi em xuống cây. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 đây là một cây linh sam song hình. Cây này em cũng giao lưu cùng quý anh chị mình 700.000 đồng, bao ship cho quý anh chị mình luôn nha. Cây này dáng bay, để đẹp. Cốt khá là già, duyên cây. Rồi em cho số luôn. Bay giữa đường. Hoành 22. Cái ngang 63. Cao 35. Rồi cây đang bông nha quý vị. Linh sam song hình. Cây đang bông. Đó. Mã số 3 này em cũng vô luôn quý anh chị mình 700.000 đồng, em bao ship luôn nha. Rồi em xuống cây. Tiếp theo mã số 4 cũng là linh sam song hình. Cây này hai thân đuổi, duyên đẹp lắm anh chị. Bệ đế khá là đẹp luôn. Rất là duyên cái cây này. Rồi cũng giao luôn quý anh chị mình 700.000 đồng, em bao phí vận chuyển luôn nha. Rồi cho con số luôn. Quảnh 23. Cái ngang 59. Cao 38. 700.000 đồng mã số. Mã số 4. Linh sam song hình. Cây rất là duyên nha anh chị. Cái đế này nó bỏ chân rất là đều, anh chị về có thể khai thác thêm. Rồi em xuống cây luôn. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 đây là một cây linh sam đắng phất hồng. Cây này là cây ghép anh chị. Cây được ghép đầy đủ bo cho anh chị mình ha. Không có lai tạp. Bệ đế rất là khá luôn anh chị. Rồi cây này em cũng xin phép cho luôn quý anh chị mình 700.000 đồng, em bao ship luôn nha. Cái đế rất là đẹp luôn. Linh sam trắng phất hồng. Quanh 21. Ngang 47. Cao 38. Rồi linh sam trắng phất hồng cây dép mã số 5. 700.000 đồng em bao cái dân diễn kinh chị mình luôn nha. Rồi em xin phép xuống cây. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 đây là một cây linh sam song hình. Cây riêng, không ghép.
Tây tàn gì đập. Hai thân đuổi. Cây lớn cây nha quý chị. Em cũng giao lưu với quý chị mình 700.000 đồng, em bao ship luôn nha. Mã số 6 lên Samsung hình. Nuôi cái dàn cốt mình cũng khá lâu hơn chị. Khoảng 27. 56. Cao 40. Cây bên em là cây lớn, hoành hơn 20 không anh chị. Em 7. Rồi cây này cũng 700.000 đồng, em bao ship lên Samsung hình mã số 6. Rồi em xuống cây. Tiếp theo mã số 7, mã số 7 đây là một cây linh sam kim song hình. Cây có bệ khá là đẹp ha quý chị. Rồi cây này giao luôn quý chị mình 600, em bao ship. Rồi trong số luôn. Một cây linh sam kim song hình, song hình lắc kim nha quý chị. Khoảng 20. Khoảng 57. Cao 34. Cây này cái dáng rất là duyên luôn. Rồi 600.000 đồng. Quá trời cái bệ ha gì. Em bao ship cho anh chị mình mã số. Mã số mấy vậy ta? 7. Mã số 7. Linh sam kim song hình. Rồi em xuống cây. Mã số 8 cũng là một cây linh sam kim song hình nha quý anh chị. Đợt này thì cái tục rừng nó lên hơi nhiều, quý anh chị về có thể tỉa bớt giúp em. Không có thời gian để tỉa luôn nha quý anh chị. Số 8 là một cây linh sam kim song hình, cây này cũng như lâu quý anh chị mình là 700, em bao ship luôn nha. Rồi, báo con số luôn, cây này quái nha anh chị. Khoảng 21. Ngang 68. Cao 52. Rồi 700.000 đồng mã số 8. Em xuống cây. Tiếp theo mã số 9 là một cây linh sam song hình, cây riêng. Cây có bệ khá là đẹp nở cái gì. Để dần như đi sắp đấy là để tự nhiên nhưng mà nó ra rất là đều luôn anh chị. Rồi cây nào cũng cho luôn quý chị mình 700, em bao ship. Cây hoành lớn anh chị. Hoành 27. Tới ngang 60. Cao 39. Rồi linh sam số 9 700.000 đồng, linh sam song hình khi riêng. Giá 700 bao ship anh chị mình. Rồi em xuống đây. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 đây là một cây mai chiếu thủy lá tung. Tung nuôi quý anh chị. Cái cây này thì em vừa làm lại cái ngọn anh chị. Cái này mình thêm cái ngọn, cái này đang thiếu cái ngọn thôi quý anh chị. Đang thiếu cái ngọn. Cái số 10 này xin phép cho luôn quý anh chị mình 900, em bao ship, ship luôn cái chậu gốm này cho anh chị mình nha. Về tuột non nó ra thêm cái ngọn này là cây đẹp anh chị. Ở mấy cái chi này là em đã buông dây hết rồi, đã tháo dây hết rồi ha. Tung nu mã số 10, 900 em bao ship và ship luôn cái chậu gốm cho chị mình. 1836. Cao 29. Rồi 900.000 đồng mã số 10, em xuống cây. Tiếp theo mã số 11. Mã số 11 đây là một cây linh sam lá trung, tung nu nha quý anh chị. Dòng này thì em cũng vừa ép chậu thôi. Cây này cái cốt rất là to, cốt ruồi khá là lớn nha quý chị. Không, bác rồi. Cây có thẹo ngay chỗ này nha quý chị. Có thẹo ở chỗ này. Đó, mặt đùi thì khá là lớn. Mặt cắt ca trên nè, nó kéo cuốn hết luôn ha. Cây này anh chị về có thể làm thêm chi cấp 2 và 3 nữa là cây này rất là đẹp ha quý chị. Còn giá luôn quý anh chị mình 1.500.000. Hoành 25. Tới ngang 38. Cao 24. Hơn 1.500.000 đồng, em bao ship cho quý anh chị mình mai chiếm thị lá trung mã số 11. Em báo lỗi luôn nha, chỗ này thì có thẹo. Có bỏ mất một con rễ chỗ này nha. Em đã quét keo cho anh chị mình rồi. Hơn 1.500.000 đồng mai chiếm thị lá trung mã số 11. Em xuống đây. Tiếp theo mã số 12. Mã
số 12 đây là một cây mai chiếu thủy nu gò công. Mai chiếu thủy nu gò công. Cây này thì cũng đang hiện là một cây nuôi không quý vị. Cây đã đi rất là nhiều nước dây nhưng mà vẫn chưa hoàn thiện được. Còn thiếu cái nước ngọn ở trên này nữa. Đây, cây có bệ rất là đẹp luôn anh chị. Đây, cây này đánh tàn cũng khá rồi nhưng mà còn thiếu ngọn ha chị. Anh chị nào có thể về mình mua về mình xây dựng thêm cái ngọn. Nu gò công, cây rất là duyên luôn á. Quanh 21. Bệ 42. Ngang 50. Cao tới mặt cắt là 25. Rồi cái này em giao luôn quý anh chị giá 1.200.000 em bao ship. Và không có ship chậu nha quý anh chị. Cái cây này thì cao từ mặt cắt lên cho tới ngay chỗ vị trí này là 25 ha quý anh chị. Đó, mình có thể nhìn làm thêm cái ngọn chỗ này, xây dựng thêm cái ngọn, còn xương phần dưới là nó đã gần hoàn thiện rồi. Rồi 1.200.000 bao ship và không có ship chậu nha quý anh chị. Nu gò công mã số 12. Rồi em xuống đây. Mừng đường ngoài tới đây là sao. Tiếp theo mã số 13. Đây là một cây linh sam song hình. Cây này thì nó già, nó lớn cây hơn quý anh chị. Xương dày đặc. Rất là duyên cây. Rồi một dòng báo con số anh chị mình luôn. Rồi đông số luôn. Hoành 30. Nó ngang 82. Cao 52. Rồi cây này giao luôn quý anh chị mình giá 2.200.000 đồng. Em bao ship và ship luôn cái chậu cho anh chị mình nha. Đó. Bao ship thì ship mã số 13 linh sam song hình. 2.200.000 đồng em bao ship và có luôn cái chậu cho anh chị mình. Cây rất là duyên cây luôn anh chị. Vàng xương cũng khá là dày rồi. Cây này về chỉ việc mình khuôn tàn mình chơi thôi. Cây tính nước dây rất là kỹ ha quý anh chị. Rồi 2.200.000 đồng em bao ship cho anh chị mình nha. Em xuống cây. Tiếp theo mã số 14 cũng là một cây linh sam song hình. Cây này thì rất là đẹp nha. Cây này em cũng vừa ép chậu và vừa lên lọc non luôn ha quý anh chị. Cây này rất là dày tài, rất là duyên cây. Rồi cây này xin phép cho luôn quý anh chị mình 4.500.000 đồng em bao ship và luôn cái chậu này cho anh chị mình nha. Hàng này hàng nóng kiện ha quý anh chị. Rồi đó số luôn. Hàng lớn. Hoành 31. Cái hàng 80. Cao 52. Rồi 4.500.000 đồng em bao ship linh sam song hình mã số 14. Em quay kỹ cây này cho anh chị mình xem nha. Cây này nè em đã buông dây chi cấp 1 rồi, chỉ còn dây chi cấp 2 và 3 thôi. Cây được làm xương rất là kỹ nha quý anh chị. Hàng này anh chị không cần phải lăn tăn ha, đánh rất là kỹ cho anh chị mình rồi. 4.500.000 đồng hàng đóng kiện nha quý anh chị. Bao ship và có luôn chậu cho anh chị mình. Cây đẹp thì em sẽ quay kỹ cho anh chị mình nha. Cây giá trị cao, đấy rất là đẹp luôn quý anh chị. Rồi em xuống cây.
Tiếp theo mã số 15. Mã số 15 đây là một cây đinh sam song hình. Luôn quý anh chị, cây đã ép chậu. Rồi cây này em giao luôn quý anh chị mình giá 3 triệu đồng bao ship và có luôn cái chậu cho anh chị mình nha. Hàng bên em hàng thùng chậu như thế này, cây lớn em sẽ đóng kiện như quý anh chị. Thì anh chị đặt hàng cứ yên tâm, cây tới tay anh chị là bao khỏe đẹp. Rồi em cho số luôn. 3 triệu đồng. Chỉ 3 triệu đồng em bao ship cho anh chị mình luôn nha. Cây luôn chậu. Hoành 35. Cao 34. Một cây hàng lớn. Rồi 3 triệu đồng bao ship cây luôn chậu quý anh chị mình, một cái chậu bắt tiên rất là duyên luôn. Lớn cây. Hàng này cũng đánh kỹ đó anh chị. Rồi em xuống cây. Hàng lớn, hàng nhiều bê khá hàng gì. Tiếp theo mã số 16. Đây là một cây linh sam song hình, hàng lớn nha quý chị. Hàng này thì em chưa có ép chậu. Rồi cho con số luôn. Cái này anh chị về có thể ép chậu liền được nha, bị nó già lá và nó ngưng phân khá lâu rồi. Anh chị mình về ép chậu liền. Cây lớn. Cây đã bỏ dây chia cấp 1 nha quý chị. Quanh 25. Ngang 66. Cao 55. Rồi giá 3 triệu đồng mã số 16 nha quý anh chị ơi. Cái này à, 55. Rồi 16 3 triệu đồng em bao ship cho quý anh chị mình luôn nha. Cây cốt khá là to. Cho ngón tay vô cho anh chị mình tham khảo. Lớn hơn ngón tay cái, cốt lớn hơn đây nha quý anh chị. Rồi 3 triệu đồng mã số 16, tinh sam song hình. Rồi em xuống cây. Xuống cây. Tiếp theo mã số 17. 17 đây là một cây cũng là một cây sam song hình luôn. Hàng lớn nha quý anh chị. Cái này là tại vì em chưa có kịp thời gian ép chậu, anh chị mình về có thể ép chậu giúp em. Hàng lớn đẹp, cái này muốn giao luôn quý anh chị mình giá 3 triệu đồng. Vậy không? Riêng những cái hàng này thì cây nào em đóng thùng được thì em đóng thùng, cây nào không đóng thùng được em sẽ đóng kiện nha quý anh chị. Rồi 3 triệu đồng mã số 17, linh sam song hình. Rồi em cho số luôn. Hoành 36. Tới ngang 72. Cao 50. Cây cái bệ rất là quái luôn. Hàng khủng. Bệ 64. Cái này mình về mình ép cái chậu là cây lên giá trị cao ha. Anh em mình chơi thì có thể chọn những cái cây lớn này mình về để sân vườn. Rất là ok luôn ha quý anh chị. Cây nó già cây lắm. Rồi 3 triệu đồng mã số 10. 3 triệu đồng mã số 17. Rồi em xuống đây. Tiếp theo mã số 18. Mã số 18 này là một cây ổi tàu. Cây ổi tàu này rất lớn, cái gì lớn cây lắm. Mã số 19. Mã số 19 chứ 18 chứ 18. 18 đây là một cây ổi tàu. Mở cái đồng số luôn. Mở cái lấy cái hoành là 28. Cái ổ lớn nha quý chị. Tới ngang 78. Cao 46. Rồi 3 triệu đồng cái ổ này nha quý chị ơi.
Cây này khá lớn, bao ship và không ship chậu cho quý vị mình nha. Em không có ship chậu. 3 triệu đồng một cây ổi mã số 18. Cây hiện đang ra hoa ra trái nha quý chị. Ngồi em xuống cây. Rồi tiếp theo mã số 19. Mã số 19 đây cũng là cây của clip của em ngày hôm nay quý anh chị. Đây là cây ổi tàu luôn. Cây này em giao luôn quý anh chị mình 1.200.000, em bao ship và không ship chậu nha. Ở cây thân lát lượng rất là đẹp. Bông rất là nhiều luôn. Quá nhiều đủ bông này quý anh chị. Xương tan được đánh rất là kỹ luôn. Cây dáng ghi. Đánh rất kỹ luôn quý anh chị. Rồi đóng số luôn. Vành 26. Tới ngang 50. Cao 43. Rồi cái ổi này là cũng là cây của clip của em ngày hôm nay. Rất mong sự nhiệt tình của quý anh chị qua số điện thoại 0963230377. Em xin kính chào và hẹn gặp lại.